mình đâm rưỡi bao cái cô ôm gom đây nè, nhà này đỡ tốn tiền đi nặng bụng bao nó thì kỳ cô nhanh lắm. Ủa vậy nè, cái nó màu đồ đen hay màu trắng đó. Đen là nhìn thấy sướng à. Đang qua cái video đó. Nó đây. Bây giờ mình đi trễ mà sáng mai đi rồi chắc là tối rồi được cả nước mát ở nhà nó không thấy đường luôn mát gì đâu mệt gì đây ngày quá còn có 5 giờ nghỉ nữa chứ giờ tôi không biết có được là không đâu. Chưa nghỉ chứ đi đó. Ừ, từ đầu giờ nghỉ làm túi mà mấy ngày nay không thấy đường luôn. Nó còn ngày thấy giờ nó đưa luôn. Nó xuống lòng tắt cửa nó cũng gì ra nhỏ kỹ. Bực thiệt không? Chơi một cửa đầu giữa là mệt lắm, đầu xi măng là mệt, bụi với là hư hết đá rồi nữa luôn, thay là hết cháy tiền, làm xác còn xa nữa.
đi chỗ xa thành rồi. Xíu ngày nữa chưa? Đi qua này được qua đợi xí nồng đấy, tao quay xí. Rảnh một luôn lồng nát. Xong để ăn. Không có. Con nó quen, sao không có quen, nó cứ xíu sợ này xíu gì nghe ở trong ăn một bếp ăn một bếp thế nào chị con em ăn đang lòm đang nản không được á. Ngơ đã nữa nha.
tức là cái nguồn rộng rộng nó ăn được trước. Thôi đợi đi. Chị bị mụn chí hả? Thank you. Bye-bye.